Kính chào quý vị, sau đây tôi sẽ hướng dẫn quý vị nhập liệu nghiệp vụ trả lương bằng tiền mặt. Tôi ví dụ, ngày 1 tháng 2 năm 2015, kế toán thanh toán nhận được yêu cầu trả lương bằng tiền mặt từ bộ phận nhân sự kèm theo bảng lương tháng 1 năm 2015. Tổng tiền lương phải trả là 100 triệu đồng. Với nghiệp vụ trên, quý vị thực hiện trên phần mềm như sau. Đối với kế toán thanh toán, vào phân hệ quỹ, chọn tab thu chi tiền, nhấn thêm, chọn trả lương. Quý vị chọn ngày trả lương. Phần mềm đã tự động tích chọn phương thức thanh toán là tiền mặt. Tại tab thông tin trả lương, phần mềm đã tự động liệt kê ra các nhân viên trong đơn vị chưa được trả lương tính đến ngày trả lương. Quý vị tích chọn những nhân viên cần trả lương. Sau đó nhấn trả lương. Phần mềm tự động sinh ra chứng từ, phiếu chi trả lương nhân viên. Quý vị kiểm tra lại thông tin trên chứng từ. Nếu thông tin nào còn thiếu, quý vị có thể nhập bổ sung. Sau đó nhấn cất. Tại đây, quý vị có thể in được mẫu phiếu chi bằng cách nhấn chọn chức năng in. Chọn mẫu chứng từ cần in. Quý vị kiểm tra lại mẫu chứng từ, sau đó nhấn chọn biểu tượng in. Đối với thủ quỹ, chọn thủ quỹ. Chọn tab đề nghị thu chi. Tại danh sách đề nghị thu chi, quý vị chọn chứng từ chi trả tiền lương. Nhấn ghi sổ. Lựa chọn ghi sổ theo ngày hạch toán trên chứng từ hay ghi sổ theo ngày. Nhấn chọn ghi sổ. Hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin vào sổ quỹ tiền mặt của thủ quỹ. Trên đây, tôi đã hướng dẫn xong quý vị thực hiện nghiệp vụ trả lương bằng tiền mặt. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và chúc quý vị thực hiện thành công.